Thực đơn cuối tuần hôm nay mình sẽ có món vịt nấu chao nghe các bạn. Vịt xiêm mình sẽ nấu chao. Nước lẩu ngon đậm đà mình sẽ nhúng bằng rau từng ô, cải xanh và rau muống nhé các bạn. Ở quê chị Xuôi đem ra cho mình một con vịt xiêm, cân được 2,8 kg. Sau khi làm sạch sẽ thì còn lại 2,6 kg. Mình sẽ bắt đầu sơ chế rửa cho thật sạch nhé. Vịt xiêm nuôi nhà thật là ngon, không có mỡ. Thịt này thì thịt thật là dẻ đó các bạn. Ăn kèm với món lẩu nấu chao này mình sẽ có rau muống, cải xanh, một ít rau thơm và từng ô nữa nha các bạn. Rau từng ô mình sẽ nhúng lẩu ngon lắm. Còn có sả nè, khoai cao, củ hành. Mình sẽ đem đi sơ chế hết các nguyên liệu này, rồi mình sẽ ướp thịt và nấu nhé. Các bạn sẽ dùng chung với bún và mì gói hoặc mì sợi. Còn đây là chao trắng và chao đỏ. Chao này thì ngon và béo lắm. Chao đỏ này các bạn muốn sử dụng cũng được và không cũng được, nhưng có vị này thì mới ngon. Sa tế tôm và một ít ngũ vị hương. Sau khi sơ chế vịt sạch thì mình sẽ chặt ra từng miếng lớn như thế này nè các bạn. Xong thì mình sẽ bắt đầu ướp. Sả thì mình sẽ đập dập và cắt khúc. Củ hành và tỏi mình sẽ băm nhuyễn, sẽ cho vào một ít để mình ướp thịt cho thơm nha. Rồi kế đến thì mình sẽ cho vào 3 muỗng nhỏ hạt nêm, 3 muỗng cà phê đường, hai muỗng nhỏ xíu bột ngọt, một muỗng canh nước mắm. Chao mình sẽ tán nhuyễn và sẽ bắt đầu ướp vào vịt luôn. Cho hết chao trắng và sẽ đến chao đỏ. Các bạn sẽ bỏ qua bước chao đỏ này cũng được nếu các bạn không thích. Còn riêng mình thì khi nấu không có chao đỏ này thì sẽ không có vị. Chao đỏ có vị môn vào nữa thì ăn sẽ có mùi chao hơn. Các bạn sẽ trộn lên cho thấm gia vị. Sau đó các bạn sẽ cho một muỗng canh sa tế tôm vào nữa. Như vậy là bước ướp đã xong. Mình sẽ trộn đều rồi sẽ để trong vòng từ 30 phút đến 1 tiếng cho thịt thật thấm nhé các bạn. Kế đến thì mình sẽ cho một ít dầu vào chảo và tráng đều chảo. Xong rồi mình sẽ chiên khoai môn. Khoai môn cao mình cắt ra từng miếng như thế này. Mình sẽ cho vào chiên sơ. Chiên sơ vừa vàng là được, cho khoai được dẻo nhé các bạn. Các bạn đừng chiên vàng quá. Mình sẽ chiên sơ qua. Hơi vàng như thế này là được rồi nè các bạn. Mình sẽ gấp ra đĩa nha. Mình sẽ đổ dầu thừa ra ngoài rồi cho dầu màu điều vào.
sẽ cho chỗ dầu này là 2 muỗng canh rưỡi. Dầu nóng thì mình sẽ cho hành, tỏi còn lại và gốc sả đập dập vào. Mình xào cho vàng thơm lên nhé các bạn. Khi hành, tỏi, sả vàng thơm thì mình sẽ bắt đầu cho thịt đã ướp thấm vào. Mình sẽ xào thịt lên cho thịt được thấm gia vị và săn lại. Rồi lúc đó mình sẽ đi chuẩn bị nước dừa. Rồi mình cho thịt ra nồi nhé. Cho thịt ra nồi xong thì mình sẽ chặt một trái dừa nhé các bạn. Thịt này mình sẽ nấu với nước dừa tươi thì ngọt và ngon. Nước dừa mình sẽ tráng chảo gia vị, rồi mình sẽ đổ vào nồi mình sẽ nấu. Một trái dừa lớn mình đổ xong thì mình sẽ thêm nước lọc vào, đổ cho ngập thịt là được nhé. Sau khi cho nước vào xong thì mình sẽ bắt đầu nấu. Sôi lên cho vịt mềm. Sẽ để đây mình sẽ đi chuẩn bị tàu hũ kỳ. Đây là tàu hũ kỳ lá. Mình sẽ cắt ra từng miếng nhỏ như thế này. Mình sẽ đem chiên vàng nhé. Bắt một chảo dầu nhỏ lên. Mình sẽ thả từng miếng nhỏ tàu hũ kỳ vào chiên cho phồng lên. Tàu hũ kỳ này mình sẽ chiên phồng và nhúng với lẩu thì rất là ngon đó các bạn. Tàu hũ kỳ mình đã chiên xong. Để đây một lúc nữa mình sẽ ăn với lẩu nhé. Khoai cũng đã chiên. Khi thịt chín thì mình sẽ cho vào. Thịt đã sôi mạnh rồi đó các bạn. Mình sẽ hớt bọt nhé. Đã rửa sạch những loại rau. Rau từng ô, cải xanh và rau muống. Rau thật xanh, ngon. Rau này mình nhúng lẩu thì ngon lắm. Mình sẽ đi làm nước chấm bằng chao nhé các bạn. Cho chao và nước chao vào chén mình sẽ tán nhuyễn ra. Sẽ cho vào một muỗng cà phê đường.
một chút xíu bột ngọt, 1/3 muỗng nhỏ xíu này là được. Các bạn sẽ quậy đều cho tan gia vị và chao được nhuyễn hơn. Sẽ cho vào chao 1 muỗng canh nước dừa hoặc nước lọc cũng được. Tỏi và ớt mình sắc nhuyễn và ngò gai. Đây là ngò gai, các bạn sẽ sắc thiệt là nhỏ nhé. Các bạn cho tỏi, ớt, ngò gai vào. Có ngò gai sắc nhỏ như vậy vào thì nước chấm thơm lắm các bạn. Các bạn sẽ trộn đều lên nhé. Mình có một chén nước chấm rất là vừa ăn và vị thơm của ngò gai rất là hấp dẫn. Các bạn thử làm giống mình nhé. Mùi ngò gai vào nước chấm thì thơm lắm. Chén nước chấm đã xong, mình sẽ để đây. Đã chuẩn bị xong các loại rau, tàu hủ ki, nhúng lẩu và nước chấm. Mình sẽ chuẩn bị để dọn ra ăn nhé. Và mình sẽ quay lại nồi nấu chao. Mình sẽ làm những bước tiếp theo để thành phẩm món lẩu của mình nhé các bạn. Thịt đã bắt đầu mềm thì mình sẽ vớt xả ra hết nhé. Những gốc xả hồi nãy mình xào đó, mình sẽ vớt ra hết. Kế đến thì mình sẽ cho khoai cao vào. Củ hành trắng mình sắc muối cao cũng cho vào luôn. Nồi lẩu thật là ngon đó các bạn. Rất là vừa vị, mình không cần phải nêm gì hết. Mình sẽ nêm như lúc ban đầu. Những nguyên liệu như thế là đủ rồi nhé các bạn. Mình sẽ nấu, mình tắt lửa để cho bếp nóng như thế này. Rồi một lúc nữa ăn là mình sẽ dọn ra, dọn bếp ra và mình nhấc nồi lẩu này xuống và mình sẽ sử dụng luôn. Thịt vừa chín tới ngon lắm các bạn. Các bạn đừng để dai mà cũng đừng để rục quá. Vì còn quá trình mình sẽ bắt lên bếp lẩu nữa nha các bạn. Thật là ngon. Nước lẩu nấu bằng nước dừa thật ngọt. Mình sẽ nhúng với các loại rau. Món ăn cuối tuần của mình hôm nay thật ngon đó các bạn. Mình sẽ dọn ra bắt nồi lẩu lên. Mình sẽ dùng chung với bún và tàu hủ ki chiên giòn các loại rau. Mình mời các bạn dùng với cả nhà mình nha. Sẽ bật bếp lên nấu. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.